Có thể bạn chưa biết những điều thú vị về loài nai sừng tấm Bắc Mỹ. Đây là động vật ăn cỏ, chúng ăn thực vật có hoa và các loại lá cây nhỏ. Nai sừng tấm có thị lực kém, nhưng thính giác và khả năng đánh hơi của chúng lại vô cùng nhạy bén. Ngoài ra, chúng còn bơi rất nhanh và liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Loài này cũng có thể chạy với vận tốc 56 km/h. Với bộ gạc siêu to và nặng, chúng dùng để thu hút nai cái và chiến đấu với các con khác. Một điều nữa, vì sức ăn lớn nên dạ dày của chúng có thể chứa lên tới 51 kg thức ăn.